chỉ là ngưng chảy máu thôi. Và cái ngưng chảy máu có thể bằng biện pháp cơ học. Thì trong tất cả các sự kiện của đông máu, thì ngay khi hiện tượng đông máu nó xảy ra, thì nó đang hàm chứa hiện tượng tiêu sụt huyết tỷ kèm. Đây là một phản ứng tự nhiên của bảo vệ cơ thể của mình. Và nếu vậy, nếu không có hiện tượng tiêu sụt huyết đó, thì chúng ta cũng không an toàn. Tôi ví dụ, những em lớn lớn chút đi năm thì sáu đi nhiều hơn, năm sàng lao động nhiều hơn, cấp cứu nhiều hơn, sẽ nhớ có những lúc chúng ta thọc kim vào màng phổi, thọc kim vào màng tim, thọc kim vào ổ bụng, ta rút ra dịch, thấy màu đỏ, chúng ta mô tả là gì trong bản báo cáo chúng ta ghi là gì? Máu không đông. Rút ra dịch máu, máu ra chúng ta để là lắc màng phổi lông xuống đó, rút ra máu đỏ lồn luôn, không đông. Không đông. Đông, rút ra máu không đông. Từ đó không phải, tự nhiên nó đã đông rồi, nó đã đông rồi, nhưng mà cái hiện tượng đông trong vòng 10 phút thôi, nó ra đông rồi. Yeah. Nhưng mà cái người bệnh nhân đang bị tràn máu màng phổi do bị nhiều bị dao dao đâm các thứ, hay tràn máu màng tim, thì lúc mà từ lúc người đó bị tai nạn cho lúc gặp mình đó, thì đã phải hơn nửa tiếng chứ làm gì mà tranh hơn nửa tiếng nữa, thì nó đã đông rồi. Vậy hiện tượng tiêu sụt huyết cắt đi cho nó phân giải ra liền lập tức.